qua trời mưa to quá các bạn, mưa lũ này, bùn đất dồn hết về đường một đoạn dài, kia như nước lũ vào nhà bà con hàng quét dọn này. Rồi ok, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Đức TV nhé. Hôm nay mình với cả mẹ mình đi chợ phiên Nong Lay các bạn ạ. Nhưng mà chợ đêm hôm qua mưa ghê quá. Lúc đấy mình có đi qua mấy cái chỗ mưa lũ bẩn kinh khủng luôn. Hôm nay hai mẹ con bẩn hết rồi. Này các bạn nhìn đường đi vào chợ này, bẩn dã man luôn. Hôm nay mình đi chợ hơi muộn các bạn, bởi vì trời mưa mà. Không biết là chợ còn gì không? Hay là bà con tan chợ hết rồi? Kìa chợ bên đằng kia các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong chợ để xem thế nào. Wow, cool. Nhiều chuối thế. Trời mưa với cả bẩn quá. Bà con dọn hết lên trên này để bán. Mọi ngày thì ở ngoài sân này đông lắm. Dưa bở. Đấy nhé các bạn nhé, mọi lần thì bà con sẽ không lên trên này để bán hàng đâu. Nhưng mà do hôm nay trời mưa ở dưới này nó bẩn hết đây, thì mọi người sẽ dọn lên trên nhà kia để bày bán rau củ quả. Mọi ngày thì bán ở ngoài này à. Này, các bạn nhìn này, nước bẩn kinh khủng luôn. Chợ bẩn thế này. Mọi ngày thì ở chỗ này đông lắm. Này, những cái chỗ mà bà con hay bày hàng, bây giờ nó mưa xuống nó bẩn hết rồi. May là nước nó không ngập hết chợ. Xem, chợ hôm nay hơi... Không biết còn cái gì không ta. Mưa bẩn hết rồi. Này thì còn bán được cái gì nữa. Tóm gọn thế này. 62 tuổi rồi. Ông ạ. Ông bị làm sao đấy? Thế gì? Thế đi khám họ bảo thế nào? Khám thì khám từ trước thôi, hôm nay không nghĩ
đả nó không đi. À thế lần trước đi khám họ bảo sao? Bảo u máu thế thôi. U máu á? Thế bây giờ ông không đi chữa à, cứ kệ nó thế thôi à hay như nào? Đả nó không đi. À thế á? Nhà ông ở đâu? Nhà ở Trường La. Ở Sơn La? Trường La. Ở Trường La. Ở trong này quá. Vâng. À bị được mấy năm rồi ông? Rồi. 30-40 năm rồi á? Cháu có biết chưa không? Dạ? Cháu có biết chưa không? Cháu không à? Cháu nhìn thấy ông bị thế cháu hỏi xem. À thế bây giờ kiểu như là thuốc bác mình với cả thuốc mình hái không chữa được không? Không được à? Mình hái á? Ừ. Thuốc gì đấy? Không có cái thuốc, gì? Không cái có gì đấy? Có nghĩa là người Thái mình không có thuốc để chữa cái bệnh này à? Không, người Thái không biết đâu. À ông bị từ năm ông bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Bị từ lúc 20 tuổi á? À? Đến bây giờ luôn? Vâng. Oh. Từ trước đi úm ra sơi. À ra sơi cái u nó không khỏi ấy. À thế. Thế bây giờ nó có ngứa hay gì không ông? Không ngứa không gì. Không ngứa không gì hết? Ừ. Không đau không biết không gì hết? Không đau không gì. À nó cứ thế nó lên thôi. Ừ. Lên lên nó không lên rồi. Ờ. Thế thôi. Thế bây giờ ông ở với ai? À? Ở nhà ấy ông ở với ai? Ở con. Con à? Ừ. Nhìn thương quá ông nhỉ. Ừ. Thế mà sao bị từ lúc 20 tuổi mà ông không đi chữa bệnh đi? Đi khám mà nó vào như thế đó, nó không chữa được, bảo thế thôi. Không chữa được á? Ừ. Đây là không, nó già nó không đi, đi trước thôi. À. Thế thôi con cảm ơn ông nhé, con về nhé. Nhìn thương ông quá các bạn ạ. Ông bị từ năm 20 tuổi mà bây giờ ông phải mình cũng quên hỏi. Chắc bây giờ ông cũng phải tầm 60-70 tuổi rồi đấy. Mình quên hỏi mất. Mua lạc về ăn nhé các bạn nhé. Lạc luộc. Cái này đào mùa đấy. Bữa này. Ừ. Mình bán hạp bán. Ôi dồi, đường bẩn quá các bạn ạ. Thôi, hôm nay mình sẽ đi về đây. Đường bẩn, chợ bẩn,
bà con thì cũng không đến chợ để mua bán đông vui cho lắm. Tại vì nó mưa đến tận sáng luôn mà. Thì mọi người nghĩ rằng là chắc là sẽ không ấy nữa. Căn bản hôm nay mình với cả mẹ mình đi chợ để tìm mua ít đồ ở chợ phiên nhưng mà không có các bạn nhé. Đây, mua được một ít đồ đây rồi. Đi đến chợ thì cũng đã chợ cũng đã gần tan rồi cho nên là chỉ mua được một ít này thôi. Thì bây giờ hai mẹ con sẽ đi về nha các bạn nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình đi khám phá nhiều vùng đất ở phía Tây Bắc này, xem nó đẹp hay là nó mang đậm chất quê hương như thế nào nhé các bạn nhé.